tháp bơm vỡ áp lực đổ trúng xe biển xanh đang chạy trên phố. Ngập lụt ở Ấn Độ, ô tô trôi nổi như du thuyền. Tòa mê tầng đột nhiên đổ sụp. Cận cảnh vận chuyển thiết bị đậm chất Trung Quốc. Món ăn cháy hàng ở Dương Châu. Hàng rào Việt Trung bị nối điện cao thế. Cháy một công ty rộng 15.000 m² ở Giang Tây nghi bị đốt phá. Xe buýt Hồ Bắc bất ngờ bốc cháy, 13 hành khách vừa kịp chạy thoát thân. Mưa lũ Vân Nam, Phúc Kiến. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật về thiên tai, nhân họa và những câu chuyện kỳ lạ trên kênh TCT. Trước hết, chúng ta đến với một tình huống nguy hiểm, thiết bị xây dựng đổ trúng ô tô đang chạy trên đường. Tháp bơm vỡ áp lực đổ trúng xe biển xanh đang chạy trên phố ngày 14 tháng 9. Sáng ngày 14 tháng 9, camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh chiếc xe đen đi phía trước ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Hai xe đang di chuyển nhanh trên đường, bất ngờ tháp bơm vỡ phun áp lực cao của công trình xây dựng đổ sập và đè trúng chiếc xe biển xanh đi phía trước. Ngập lụt ở Ấn Độ, ô tô trôi nổi như du thuyền ngày 13 tháng 9. Trận mưa xối xả trút xuống Gujarat bắt đầu từ hôm thứ Hai 13 tháng 9, khiến nhiều vùng trũng bị ngập và người dân bị cô lập, ít nhất 3 người mất tích. Trong dòng lũ, nhiều xe hơi bị nước cuốn, trôi nổi như du thuyền, gần 7.000 người được sơ tán, di chuyển lên vị trí cao, tránh nước lũ trên các dòng sông đang tiếp tục dâng cao trong những trận mưa xối xả. Tòa 10 tầng đột nhiên đổ sụp ngày 14 tháng 9. Tòa nhà 10 tầng màu vàng đột nhiên bị rạn nứt ở ngang vị trí tầng 4 rồi đổ sập trong chớp mắt, bụi bay mịt mù. Hiện chưa rõ có phải tòa nhà gặp sự cố về kết cấu và cũ kỹ nên bị suy sụp hay không. Quan sát cách mà ngôi nhà cao tầng đổ sụp xuống, trông có vẻ như nó được nổ mìn để phá bỏ. Tuy nhiên, nếu thực sự đây là vụ chủ động đánh sập nhà bằng mìn thì tại sao lại không sơ tán người, phương tiện ở gần đồng thời lập hàng rào an toàn xung quanh tòa nhà? Cận cảnh vận chuyển thiết bị đậm chất Trung Quốc ngày 14 tháng 9. Đây là video ghi lại cảnh nhân công giá rẻ của Trung Quốc vận chuyển máy móc thiết bị vượt qua dây bậc thang lên núi. Gần 30 người dùng đòn khiêng cỗ máy nặng nề từ từ đứng lên trong khi một số người khác cầm đầu dây kéo. Món ăn cháy hàng ở Dương Châu ngày 14 tháng 9. Một món ăn mới đang hút khách ở một cửa tiệm tại Dương Châu, đó là món canh có nhân thịt nấm rất giống biến thể Delta của virus Corona. Hàng rào Việt Trung bị nối điện cao thế. Đây là hàng rào thép gai được coi như bức tường ngăn cách biên giới Trung Việt. Tại đây, ngoài việc cảnh vệ Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát như thông thường, đưa thiết bị nhận dạng khuôn mặt, thì thậm chí còn dùng điện cao thế để ngăn chặn mọi người qua lại. Cháy một công ty rộng 15.000 m² ở Giang Tây nghi bị đốt phá ngày 14 tháng 9. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 9, ở một đám cháy lớn đã bùng lên ở khu nhà xưởng của một công ty ở Giang Tây. Nhà xưởng có diện tích khoảng 15.000 m². Sau khi điều tra, vụ việc được nghi ngờ là do con người đốt phá. Cảnh sát đã lập biên bản điều tra, treo thưởng 30.000 nhân dân tệ cho ai bắt được người gây ra thảm họa. Xe buýt Hồ Bắc bất ngờ bốc cháy, 13 hành khách vừa kịp chạy thoát thân ngày 13 tháng 9.
Ngày 13 tháng 9, giới chức Hồ Bắc thông báo một chiếc xe buýt chở 13 hành khách đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế vội vàng mở cửa, toàn bộ hành khách được sơ tán trong khoảng 20 giây, vừa kịp lúc chiếc xe bốc cháy, phải mất 15 phút bộ phận cứu hỏa mới dập được lửa thành công. Mưa lũ Vân Nam, Phúc Kiến ngày 13 tháng 9. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 9, tại nhiều khu vực ở Vân Nam đã xảy ra lốc xoáy núi và lở đất. Nhà cửa, phương tiện giao thông, hệ thống cấp nước, đất nông nghiệp, điện và thông tin liên lạc đều bị hư hại nặng. Trước đó, hôm 12 tháng 9, các trường tiểu học và trung học cơ sở ở tỉnh Phúc Kiến đã bị đình chỉ, mọi người ở nhà, các doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, nhiều nơi hỗn loạn. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Liên Phượng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.